a sing-along song. You need to know that I'm a writer. Tonight we gonna set the streets on fire. All I need is a gas and a lighter. Okay, hello xin người. Chào mọi người quay trở lại với Why Not Gaming trong phần chơi Sword Art Online Integral Factor. Ây. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với nhiệm vụ chúng ta đã bỏ lỡ lần trước. Tuy nhiên trước khi đến với phần nhiệm vụ của chúng ta thì mình sẽ điểm qua một số thứ trong phần menu này. Chúng ta có những sự kiện hiện tại đang diễn ra. Ví dụ như là cho một skill mới mỗi ngày miễn phí. Ở đây, đâu rồi? Free One Daily Order đây. Mỗi ngày được miễn phí một cái rồi chúng ta sẽ thử. Chúng ta có cái gì nè? Vô. Nhanh. Gọn lẹ nè, xúc tích, ok. Chúng ta có một skill của Mace chùy. Skip đây. Ui, skill 3 sao kìa. 3 sao của chùy mình không dùng chùy. Nên là thôi chúng ta lại bỏ xó nó rồi. Và chúng ta có một cái rất là đặc biệt. Duy nhất một lần 250 Arcana Gem để có được 11 cái skill. Cái này chỉ có duy nhất một lần lúc bắt đầu thôi. Và ở đâu mình có được 250? Hiện tại bạn thấy bên góc trái trên màn hình Arcana Gem của mình là không, tiền của mình cũng là không luôn. Thì làm sao để kiếm được? Chúng ta có ở trong này Panel Mission. Cái bảng nhiệm vụ này nè, nó sẽ cho chúng ta đó, chúng ta hoàn thành những nhiệm vụ trong này nó sẽ được thưởng này nọ các kiểu, như mình vừa mới được thưởng làm xong đó. Thì chúng ta sẽ có được thưởng skill hoặc là Arcana Gem. Hiện tại ở trong cái bảng này mình thấy là sẽ có được 150 gem. Và làm nhiệm vụ này nọ các kiểu nó cũng sẽ lên gem đó. Hình như mỗi lần là 50, cứ vậy 50 làm hoài. Cái hồi nãy mình vừa nhận được chính là quay order, quay skill một lần, quay bất kỳ thứ gì luôn á, không phải quay skill không, có thể quay avatar cũng được. Một lần đó mình sẽ được thưởng 10 cái thẻ nâng cấp skill. Đó, thẻ nó xịn nhất luôn á, thẻ xịn mát cấu hình luôn á. Đấy, chúng ta còn những nhiệm vụ khác. Bắt đầu từ trái sang, từ trên xuống chính là hạ gục 20 con quái để thưởng được 10 chai máu, 10 bịch máu. Mình đã hạ được 5/20 rồi. Và mua một món đồ bất kỳ sẽ được 3 cái viên ngọc hồi sinh. Mình chưa mua gì hết. Đọc không kỹ. Chúng ta có cái nhiệm vụ ở góc phải trên, đó chính là hạ hoàn toàn. Nói chung là đi qua hết cái tầng 1 này chúng ta sẽ được 150 chứ không phải 50 Arcana Gem. 150 lần. Đúng không? Xuống dưới chúng ta có chế tạo một món đồ hoặc là một giáp, một cái giáp bất kỳ, áo quần. Chúng ta sẽ được 10 viên đá nâng cấp. Ở giữa chính là nâng cấp một món vũ khí hoặc là món giáp bất kỳ sẽ được 50 cái gem. Nâng cấp skill record chúng ta cũng được 50 cái. Chúng ta sẽ có trang bị một cái vũ khí hoặc là một món giáp, chúng ta sẽ được 5 cái đá nâng cấp nữa. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là trang bị vào cho bản thân một cái kỹ năng, một cái skill. Chúng ta sẽ được 5 cái thẻ để nâng cấp skill. Đó chính là những việc chúng ta cần phải làm. Rất nhiều cái, nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau là đi làm nhiệm vụ chính trước. Chính là hạ gục những con heo rừng ở Origin Plains. Úi giời, mẹ xin cái. Ok, chúng ta bắt đầu vào. Nhanh nào. Ok, vô. Nhiệm vụ của chúng ta bạn thấy trên bản đồ đó, nó có đẻ đó. Chấm 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 hướng lại đó đó. Úi giời. Hát xì. Tiếp tục nè. Tiếng có hơi lớn quá không ta? Giảm lại một xíu. Xíu xíu à. Đây là những con quái mình chúng ta cần phải đánh đó, con Frenzy Boar đó. Chúng ta sẽ phải đánh nó để lấy cái item rớt ra từ nó, đem về cho Argo hay sao ấy. Đây, đây chính là những con Frenzy Boar để lấy được những cái Reckless Fan. Mình phải đánh những con này. Con quái ban đầu này tạo ra rất là tiện cho người chơi, bởi vì nó yếu với hệ kiếm đầu tiên, cái hệ mà người chơi sử dụng rất nhiều. Nó khá là yếu với hệ kiếm và khả năng rớt ra rất là spam của nó cũng rất là nhiều.
đấy. Mùi khó chịu quá. Ok, chúng ta tiếp tục nè. Dịch thoại tiếp. Như đó đủ hết rồi hả? Ok. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Mình làm bắt đầu làm biến dịch rồi. Từ cái đợt trước thôi mình làm dịch quá chừng rồi. Mình giờ không muốn dịch nữa. Chắc cái phần này các bạn hãy bỏ qua cũng được. Nó nút skip ở trên này đó. Ok, thế là xong. Chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào gameplay và hướng dẫn thôi. Ban đầu mình vui quá nên mình dịch sơ qua. Nhưng mà thật sự phần dịch nó cũng mệt lắm. Vận dụng 10 phần công lực, 100% não bộ của chúng ta chỉ để dịch cái game này. Cho những bạn nào chưa biết thì sau này Argo có một skill rất dễ thương của hệ rìu. Rất là đẹp. Argo nhìn dễ thương lắm. Bé bé xinh xinh vậy. Ok, và chúng ta có rất là nhiều thứ. Quest clear trước. Nhiệm vụ hoàn thành nó sẽ để quest clear như vậy đó. Ở bên trái chúng ta được thưởng hai món, cho là Cost Stone và một cái Clear Stone. Hai món này chúng ta chả cần quan tâm nó đâu. Đây chính là thưởng đăng nhập. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ được 10 viên đá nâng cấp. Và bạn thấy chúng ta có hiện rất là nhiều thứ ở phía trên này. Đó, panel mission chúng ta sẽ tạm gác lại một bên. Chúng ta sẽ điểm qua tất cả những thứ ở đây. Mở lên. Đây là bảng thông báo của chúng ta. Chúng ta sẽ có thành tựu mới. Uầy, bắt đầu cuộc hành trình. Được 50 cái gem, Arcana gem. Người chơi lên cấp 2 cũng được thưởng 20 cái. Hay nhờ. Có hơn 1.000 con cũng được thưởng 20 cái. Tuyệt vời luôn. Setup transfer ID chính là một cái kiểu như là mình đang đăng nhập vào tài khoản guest, tài khoản khách đó. Thì mỗi lần mình xóa game nó sẽ mất cái tài khoản này đi. Nó sẽ xóa đi. Khi mà chúng ta có được transfer ID rồi, nó sẽ không xóa tài khoản chúng ta nữa. Nó như kiểu đăng nhập vào hệ thống của game vậy đó. 20 con thú cũng được thưởng. Ui, tí mình sẽ ra mình đập đâu đó khoảng tầm 20 con quái để mình lấy thêm 40 gem nữa. Đây là nhiệm vụ hàng ngày và hàng tuần. Nhiệm vụ hàng ngày chúng ta có 5 cái. Bắt đầu chơi, gọi là vô game á, sẽ được thưởng 5 gem. Rồi đánh cái dungeon hàng ngày. Rồi thì có tương tác với nhân vật hỗ trợ. Rồi dọn cái dungeon với nhân vật hỗ trợ, với cái party hỗ trợ đó, và làm một cái quest của nhân vật, quest character quest. Mình không biết đó là cái gì đâu, mình cũng mệt nó lắm rồi. Dịch game đối với mình là một việc rất là khó. Mình không phải là người giỏi tiếng Anh lắm đâu, nên là tới đâu hay tới đó. Và chúng ta được 5 gem nhiệm vụ hàng ngày trước hết. Rồi chúng ta điểm qua những việc khác, như chúng ta vừa làm được cái nhiệm vụ hàng tuần Clear Daily Mission. Làm nhiệm vụ hàng ngày một lần chúng ta sẽ được một cái bình, 5 bình máu cấp cao hơn nữa. Đó, chúng ta có dưới này là cái, những cái thông báo. Thông báo cập nhật, thông báo này nọ nó sẽ để trong này. Mình thì chả không biết đâu. Và đây chính là cái túi quà của chúng ta. Arcana Gem với lại những thứ nhận được hầu hết nó sẽ đều vào đây. Mình sẽ bấm Collect On, nhận hết. Và chúng ta có được 95 gems. Nhanh gọn xúc tích. Và rồi chúng ta sẽ làm gì à? Nói chuyện với workshop. Ok, anh workshop. Đây sẽ cho chúng ta làm quen với những cái nhân vật gọi là NPC. Anh workshop này là chế độ. Mỗi lần chế độ chúng ta ở đây. Mình sẽ nói luôn các bạn, phần chế độ này. Đồ mua với đồ chế nó khác nhau một cái. Đồ chế nó sẽ được những cái hiệu ứng cộng thêm như thế này. Đồ mua không có. Và chế thì sẽ cần những cái món đồ, cái mà item để chế ra đó nữa. Nó sẽ cần ở trong đó. Đây, production. Vô. Chế một item đây. Đó. Thì hồi nãy nó cho mình một cái cost stone để mình chế ra cái khiên này nè. Có thể mua được, nhưng mà này chế nó sẽ tiện lợi.
không biết là có rẻ hơn hay không, nhưng mà nó sẽ được hiệu ứng cộng thêm. Và chế ra đó, chúng ta có hai hiệu ứng cộng thêm, đó chính là cộng thêm 60 máu và cộng thêm 3 dep. Hai hiệu ứng này đều được đánh giá là 1 sao hết, bởi vì nó yếu phải hồi ra. Đồ mới mà nó tất nhiên phải yếu rồi. Mới vô mà. Rồi, load cutscene hướng dẫn. Vô. Đó. Nó vừa chế ra được một cái khiên. Skip đi. Tổng quan là chúng ta vừa chế cái khiên và Argo sẽ chỉ cho chúng ta cách để trang bị cái khiên đó thôi. Chắc là vậy. Đâu rồi? Đó, đây chính là cách hướng dẫn nè. Hướng dẫn này đó, nó vậy thôi, nó đơn giản lắm. Mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Đó là mở menu lên, Status, Player Equipment. Equip vô cái bên tay trái chúng ta là khiên. Chúng ta sẽ chỉ dùng được những món vũ khí một tay bên tay phải và cái khiên bên tay trái đối với những vũ khí một tay. Những vũ khí hai tay sẽ cầm luôn hai tay, như là thương giáo cái gì đó với cái rìu chiến, cái đại rìu, cái đó bự lắm, cầm hai tay luôn, nó rất là to. Những cây vũ khí hai tay đây, như bên set 2 chúng ta đó, cây này vũ khí hai tay nên bên trái sẽ không đụng vô được. Và đối với vũ khí một tay chúng ta lại thêm được khiên vào, chúng ta không thể cầm hai kiếm giống Kirito được đâu. Secret đó. Trong này chúng ta chưa có những cái nội tại, đó chính là đồ của chúng ta nè. Đó. Rồi. Ok, chúng ta tiếp tục. Cái này cũng dễ lắm, tự tìm hiểu cũng được hết à. Nó lại có thêm achievement nữa mà chúng ta sẽ để đó từ từ. Một hồi nữa chúng ta nhận hết một lần. Đây là anh Blacksmith, hay còn gọi là cái anh nâng cấp đồ. Vô anh. Anh này có thể nâng cấp được cả về trang bị lẫn skill luôn. Đó. Tất nhiên nâng cấp thì sẽ cần phải có đồ rồi, cần phải có đá rồi này nọ các kiểu đó. Rồi, vô. Nâng cấp đồ lên. Chúng ta nâng cấp gì? Vì là nâng cấp cho nhiệm vụ thôi. Mình nói luôn cho các bạn một cái mẹo, đó chính là những cấp thấp không cần phải nâng cấp đồ đâu, tại vì nó phí lắm. Nhưng mà mình sẽ nâng cấp nhẹ cái này thôi để cho có nhiệm vụ. Sẽ nâng bằng cái này luôn và để dành 10 cái đó lại. Nâng lần lên cấp 2. Nó sẽ tăng lên đam cho mình, tăng một đam. Tất nhiên phải tốn tiền rồi, đúng không? Rồi, ok. Vậy thôi, để lấy nhiệm vụ thôi. Mà không cần phải nâng nhiều. Nâng nhiều quá phí lắm. Mấy cái đá thì sau này kiếm cũng không phải là khó khăn lắm, nhưng mà nó phí. Mình thấy nó phí rất là nhiều. Ban đầu mình, tại hồi đó mình chơi mình biết mà. Phí lắm. Phí cực kỳ luôn. Rồi sau này tích trữ lại thì mới bớt. Rồi, chúng ta đã xong. Hãy qua nói chuyện với Argo nè. Argo-chan. Ok. Rồi đó. Báo cáo với Argo là chúng ta đã biết cách trang bị đồ và nâng cấp đồ. Thế thôi. Nó tóm tắt ngắn gọn vậy thôi, tại mình chưa qua rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ shop. Argana Gem. Có đấy, skill thì có. Ừ, hay. Ừ, đúng rồi. Y như chúng ta vừa làm hồi nãy luôn chứ gì nữa. Và hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta được thưởng 250 gem nữa, cùng với một cái skill nội tại. Ok, đây chính là lúc chúng ta bắt đầu quay nè. Nhưng mà trước khi quay chúng ta sẽ nhận thưởng này kia ra. Mình sẽ giữ luôn cái này và không reroll nha. Báo trước là mình sẽ không reroll cái này đâu. Đằng sau của chúng ta chính là một cái skill 4-5 sao của Asuna. Ở trong game này nó không có gọi là xác định số sao confirm một cách chắc chắn. Nghĩa là skill và nhận cao nhất có thể là 4 sao và sẽ nâng cấp nó được lên 5 sao. Và tối đa của game chính là 5 sao. Thế thôi. Bạn sẽ không thể nhận được một skill 5 sao từ lúc quay. Nó sẽ có những skill 1 sao nâng lên được 2 sao. Skill nhận được skill 2 sao nâng lên được 3 sao, nhận được skill 3 sao nâng lên được 4 sao và nhận được skill 4 sao để nâng lên 5 sao. Thế thôi. Chúng ta không có những cái skill 5 sao đâu. Và collect nhận thưởng, chế tạo một món đồ và nâng cấp một món đồ, chúng ta sẽ được thêm 40 Arcana Gem nữa. Tí ra ngoài đánh tầm 20 con quái ta sẽ có được thêm 40 Arcana Gem nữa. Rồi nhận thưởng nè. Đây chúng ta nhận thưởng cùng với một cái skill Argo, skill nội tại của Argo. Rồi,
trang bị luôn cái skill nội tại luôn cho bạn xem. Thì cũng như y như vậy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ sang phần armor và trang bị vô. Ability này là của Argo. Argo chúng ta cho chúng ta gì? Mỗi skill nội tại đều sẽ có cộng máu, cộng sát thương và cộng phòng thủ. Tuy nhiên nó sẽ có những cái đặc biệt hơn, nó nằm ở phía dưới này. Đó, cộng máu sát thương bình thường cái nào cũng có nằm ở đây. Và skill đặc biệt, kỹ năng đặc biệt, nội tại duy nhất của skill nó sẽ nằm ở dưới. Và nội tại duy nhất của cái này chính là sát thương gây ra cho những cái con quái mà yếu với hệ plan á, hệ đập đồ á, hệ màu vàng á, nó sẽ cộng thêm 3.39%. Tuy nhiên mình không dùng, hiện tại mình đang dùng hệ slash với hệ thrush. Slash chính là những dòng chém, thrush chính là đâm chọt. Slash chúng ta có bao gồm là kiếm, dagger, mấy cái dao găm gì nữa đó. Trong khi cái đâm chọt này chúng ta có thương, có liễu, cái rapier của Asuna cầm đó, với lại cung như của Xenon. Ok, plan chúng ta sẽ gồm cái rìu, rìu lớn, cái rìu hai tay với cái cây chùy mace. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu quay 250. Vô, mình sẽ có cái gì đây? Rửa tay trước khi quay. Hiện tại mình không thể rửa tay được, chùi tay thôi. Ok, bấm quay 11 cái, 250 gem. Chúng ta có một skill của Death, một skill khiên của Argo 2 sao nâng lên được 3 sao đó. Và đây chính là một skill nội tại, bạn không thấy gì hết thì nó là một skill nội tại. Skill này của Argo, một skill nội tại nữa của Silica, và một skill nội tại nữa cũng là của Argo, và một skill Rapier của Asuna. Theo sau đó chính là một skill nội tại nữa của Jin, và skill thương của Sachi. Skill này nâng lên được 3 sao. Thêm một skill thương nữa của Sachi, skill này 3 sao nâng lên 4 sao đó. Và một skill Mace của Lisbeth, 2 sao nâng 3 sao. Một skill Sword của Lifa, 2 sao thôi. Mace nữa. Ôi, tại sao vậy? Đời lại cho tôi skill không dùng. Đời lại hướng tôi về bên Mace hơi bị nhiều rồi. Hay có lẽ mình sẽ chơi hệ phụ của mình là Mace vậy. Mình vẫn muốn chơi Sword. Vẫn muốn chơi Sword. Và điểm qua chúng ta sẽ có được một skill hệ Death, skill khiên, búp kháng choáng, cộng 17.1% kháng choáng trong 60 giây, skill của Argo. Hai skill nội tại của Argo là tăng sát thương chí mạng lên 8.05%. Hai skill này nó sẽ không cộng với nhau, nhưng mà nó sẽ cộng vào cái bảng limit break này, nghĩa là mỗi lần nâng cấp mình sẽ, ở đây giới hạn của nó chính là cấp 50. Mỗi lần limit break nó sẽ cộng cho bạn 2 cấp nữa để bạn nâng lên thêm cộng chỉ số. Sau đó chính là một skill nội tại của Silica, giảm kháng chảy máu 12.1%. Bên ngoài có một chiếc xe lưu đang chạy rất là ồn ào, nên là hy vọng các bạn sẽ ồn áp với nó một xíu, không sao đâu ha. Sau đó là một skill búp của Asuna. Skill này chỉ trang bị được cho liễu, chính là cái gì đó. Bên ngoài có vẻ đang mưa. Ôi, cực khổ vậy. Skill này cộng lên cho chúng ta đam chí mạng, sát thương chí mạng cộng 17.1% trong 40 giây. Rất là cao. Sau đó là một skill nội tại của Jin. Skill này cho chúng ta cộng sát thương 4.05%. Mình sẽ không reroll đâu, mình sẽ giữ luôn. Nào, đừng mưa chứ. Sau đó chúng ta sẽ một skill 2 sao có thể nâng được 3 sao của Sachi. Đây là một skill búp. Nó chính là cộng 7.05% trong 35 giây. Sau đó chính là một skill là active chứ không phải là passive nữa. Skill này là skill xác định được luôn. Đây là skill hệ thrush, hệ đâm chọt của Sachi dành cho các thương. Nào, mình sẽ cố gắng xong điểm qua hết cái này, mình sẽ ngừng cho tới khi nó hết mưa thôi. Đây là nó sẽ bình tĩnh 401% đối với tất cả những cái con quái đứng ngán đường ở trên cái phần skill của chúng ta đó. Thì nó sẽ có một cái phần gọi là skill xác định, nó sẽ đánh trúng ở những chỗ nào đó
Thì trên con đường đó, ví dụ skill đánh cho one foe, có nghĩa là đánh một con duy nhất, dù những con khác đứng trên đường đó cũng không bị dính. Thứ hai có những skill gọi là multi foe, chính là có thể đối với hai con, có thể ba con, năm con hoặc là tất cả những cái con khác đều bị dính. Skill này các bạn thấy dòng thứ hai ở dưới phần hình nó có để là front, long, mid, nghĩa là skill này đánh về phía trước một khoảng dài và đánh vào khoảng giữa của phía trước của chúng ta. Nó sẽ có gây ra cho là giảm phòng thủ của đối phương 21,1% trong 10 giây. Sau đó chúng ta có một skill nữa của Lisbeth. Skill này là skill búp. Nó là skill có thể bấm để mà kích hoạt, skill kích hoạt được, nhưng mà nó sẽ kích hoạt cái búp lên cho chúng ta thôi. Đó chính là tăng sát thương của những người trong cùng party, trong cùng đội 7,05% trong 30 giây. Sau đó là một skill shot của Lipa. Skill này cũng là một skill búp. Thề luôn, cái lần này là quay nó tệ cực kỳ, nhưng mà mình sẽ giữ nó luôn, mình sẽ không reroll, mình sẽ không tạo lại một acc mới đâu. Mình sẽ giữ cái này luôn, là mình đã làm rồi, mình sẽ không tạo acc mới đâu. Skill này sẽ cho chúng ta cộng phòng thủ 15,05% trong 30 giây. Và skill đẹp nhất của chúng ta ở đây chính là skill mà mình nói là 4 sao hay năng lực 5 sao. Skill này là Mace, skill chùy của Lisbeth. Full offense sẽ cho chúng ta 451% đối với tất cả những cái con quái đứng trên đường front admit phía trước mặt chúng ta. Và cái phần nội tại duy nhất của skill này chính là những cái con quái sử dụng các đòn đánh hệ đập, hệ blanh á, hệ đập nó sẽ giảm sát thương đi 10,1% trong 15 giây. Nó không hay lắm, nhưng mà thôi chịu, tại vì nó dở quá, quá dở luôn. Có những cái quay khác như là cái này, cái đầu tiên của chúng ta chính là 11 cái cho 1.500 gem, nhiều cái rất là hay, nhưng mà hiện tại mình chả làm được cái nào hết, tại vì mình chỉ còn có 185 gem thôi. Ok, chúng ta nhận skill nè. Đau lòng. Ok, bye. Đó, bạn thấy limit break lên đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trang bị những skill đó, cũng như là thay cái phần thứ hai của chúng ta không còn là spear nữa mà là mace, small rod. Nó sẽ giảm sát thương thôi, chả có gì. Và cái này chúng ta sẽ trang bị những skill lên. Skill đầu tiên của chúng ta đứng ở vị trí số 1 chính là sketch skill, để mà sử dụng switch luôn, nên là hãy đặt những skill mạnh vào đó nha. Sau đó chúng ta sẽ có những skill như là này, Spirit Mace của Lisbeth, skill 3 sao nâng lên được 4 sao. Và đây sau đó là một skill búp. Cuối cùng lại là một skill gây sát thương nữa. Skill này chính là đánh một con quái và đánh hai hit, không có nội tại đặc biệt, gây ra 171% sát thương. Cái skill này gây ra 241% sát thương. Rất là khá là yếu nhỉ. Thấy khá là yếu. Và Mace là một món vũ khí một tay, nên chúng ta sẽ cần có thêm một cái khiên để vô cho nó. Confirm. Bên này cũng có một cái khiên luôn. Và bên này chúng ta sẽ để thêm kỹ năng vào trong này. Chúng ta sẽ có một skill nữa. Hai skill đều là skill support hết. Khó chịu. Ở dưới này chúng ta sẽ có những cái nội tại búp thêm. Chúng ta có bốn cái nội tại, ta cứ gắn hết vào. Nó sẽ có giới hạn cho chúng ta, nhưng mà nó không có nhiều lắm đâu, nhưng mà chưa vượt quá được giới hạn đâu. Và hiện tại cái trạng thái, cái status của chúng ta hiện tại là cấp 2. Rồi, player nè, parameter nè, hiện tại cấp 2, thêm 12 SP nữa chúng ta sẽ tăng lên được cấp 3. Số lượng con, số tiền hiện tại chúng ta là 2.000, máu tối đa là 1.385, năng lượng tối đa là 100, sát thương là 136, phòng thủ là 43, chí mạng là 5, evasion là chỉ số né, số này mà mình chưa thấy bao giờ. Ok, chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ khác. Chúng ta lại có thêm cái gì nữa đó, banner mission gì đây, skill record. Nó nâng cấp skill record nữa, chúng ta sẽ được 50 Arcana Gem. Nâng cấp luôn.
sẽ lại nâng cấp skill record. Nhưng trước đó chúng ta hãy xem achievement chúng ta có gì. Thành tựu có hơn 10 cái skill record. Ok, phải. Chúng ta sẽ để đó đi. Và chúng ta sẽ nâng cấp. Chúng ta chưa sử dụng được chức năng này thì chúng ta sẽ phải đến gặp cái anh nâng cấp. Anh nâng cấp nằm đâu nha? Khoa nào anh nâng cấp nằm ngoài này đó. Đúng không? Ừ đúng rồi, anh nâng cấp bên này. Nào, nói chuyện cái. Ừ không được luôn. Ừ không cho luôn, bắt phải nói chuyện với Ago. Trước khi chúng ta nâng cấp độ chúng ta phải nói chuyện Ago cái để hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ. Ok, chào Ago nhé, chúng tôi đi đây. Nó chỉ thế thôi đó. Chỉ có thế thôi đó. Cũng bắt tôi phải vô nói chuyện cái mới được. Rồi. Được chưa? Chưa được luôn. Ừ, chưa được luôn. Nó sẽ bước tới điểm được đánh dấu. Đi đến điểm được đánh dấu này chúng ta sẽ tôi không muốn mua. Thôi thì mua cũng được. Mua cũng được, mình sẽ mua. Mình kiếm một cái mây khỏe nào để đó để mình mua. Merchant chính là chị bán đồ. Chị này bán đồ và mua lại đồ của chúng ta luôn. Có luôn á. Chúng ta sẽ đi mua đồ. Chân trời mới ha. Ok, chúng ta sẽ mua bộ đồ mới. Ừ, nó chỉ mới cho mua bộ đồ thôi. Ok, item vết che. Bơi chạy. Nhập, đọc sai rồi. Để các bạn lại chửi mình. Item bơi chạy, ok. Rồi, skip luôn. Mình quá mạnh phân dịch này rồi. Đây là hai người mà chúng ta đã gặp ở lúc đầu á. Các bạn nào xem anime chắc cũng biết hai người này mà. Sau này chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ liên quan tới hai người này nữa. Cứ từ từ mà làm. Được chưa? Ừ, được rồi đó. À, bên ngoài, ở bên ngoài thành, đánh ma, đánh nó sẽ bị mất máu. Tuy nhiên về thành rồi bạn sẽ được hồi máu đầy. Nhanh luôn, đầy luôn. Và chỗ đây, chúng ta sẽ nâng cấp skill record của chúng ta lên. Anh ơi, cho em nâng cấp. Mình sẽ nâng cấp cái skill 4 sao của mình lên. Ừ, không. Không, mình sẽ nâng cấp cái skill. Ừ thôi, nâng cấp skill 4 sao cũng được. Mình cũng sẽ nâng cấp cái skill clan nó lên. Mình sẽ nâng cấp nó bằng cái này. Thôi, skill này chắc nâng cấp bằng này là được. Ok, nâng cho lên cấp 5. Nó sẽ cộng thêm chỉ số damage và cũng như là cái chỉ số mà nội tại nữa nó. Rồi, reselect card. Mưa lại bắt đầu rơi. Ok, fine. Mình sẽ nâng cấp cái này luôn. Đó, để nâng đam lên một xíu. Mình không muốn nâng quá nhiều đâu. Từ cái skill này trước sau mình cũng bỏ à. Bây giờ mình đâu đụng tới nó nữa đâu. Đó, chúng ta lại có thêm trong nhiệm vụ của Battle Mission. Rồi, chúng ta có mua một món đồ và nâng cấp skill. Ok, xong. Tí nữa ra ngoài chúng ta sẽ đánh thêm mấy con quái. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem trong cái achievement này chúng ta có cái gì. Nâng cấp skill được 20 gem. Được. Rồi, ok. Lấy gem tiếp. Ban đầu chúng ta nhận được rất là nhiều gem. Thật sự, về sau này kiếm gem rất là khó. Và rồi, mình sẽ cho thêm cái này nữa. Chính là vô trong túi đồ chúng ta. Các bạn sẽ thấy được những bình máu, đúng không? Đó, những bình máu đó bạn hãy bấm register. Bấm vô nó, bấm register. Để mà, đó, bấm vô những ô máu như vậy. Sau này chúng ta sẽ chế được những bình máu khác, nhưng không dùng những bình máu nhỏ này nữa đâu. Và cái bình máu mà mình vừa đánh dấu vô đó để dùng nhanh đó, ô đó, ô dùng nhanh đó, thì cái ô, cái máu đó hồi chúng ta tận 2.000 máu lần. Hiện tại chúng ta chỉ có 1.300 mấy máu thôi. Nên là mình sẽ không dùng tới nó đâu, mình sẽ để nó trước nó vậy thôi. Mình sẽ dùng cái bình máu nhỏ suốt bên phải đó. Rồi, load map đi các bạn. Mình ra đánh những con quái. Nhanh nè. Lót lẹ đi. Đánh những con quái trước đi đã. Đánh cho xong. Ừ. À, có những nhân vật NPC ở ngoài có đánh dấu chấm than đó chính là những nhiệm vụ chúng ta phải nhận được đó. Mà mình thấy ừ, quên. Ta test equipment, armor. Chúng ta có bộ đồ mới mua mà.
Đồ này mới mua. Ừ, mạnh hơn. Mặc vô, bộ mới mua. Đồ vàng. Đồ màu vàng thôi chứ không phải đồ vàng mạnh đâu. Và rồi thì chúng ta có nhân vật phụ chúng ta mặc nơ. Chúng ta sẽ cho cô này mặc bộ đồ mà chúng ta vừa bỏ ra. Bộ này nó sẽ khỏe hơn. Không thấy mặc quần vô vẫn là váy đâu mà thấy không? Hư cấu. Nghiêm hư cấu. Chúng ta sẽ có skill hệ thrust nào cho có skill của liễu và amo. Chúng ta không, hình như không có dư bất kỳ cái nào để sử dụng được cho nhân vật phụ chúng ta hết, nên là thôi. Và tập này chúng ta sẽ kết thúc tại đây tại vì nó cũng quá dài rồi. Trong tập sau thì mình sẽ tiếp tục đánh, chúng ta sẽ tiếp tục tập sau, trong tập sau thôi. Những cái việc chúng ta còn đặt lại tại đây. Ok. Nếu mọi người thích video mình hãy nhớ like share giúp mình tiếng hơn cho nên mình cực kỳ lớn. Nếu mọi người thích video mình hãy nhớ like share giúp mình tiếng hơn cho nên mình cực kỳ lớn cho mình làm phước thứ hai hơn ấy. Ok, bye bye mọi người, một cái mình chào và con người. Bye bye. Nó bắt đầu mưa rồi. Có khi mình tắt tập này xong rồi mình quay liền tập khác cũng được nữa.